Mày láo này. Ủa da, da, trôi trôi trôi. Ảo thực. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Mr. Thắng đây. Sau 12, 13 ngày gì đó mình không đăng clip thì mình đã quay trở lại đây. Và đây là cái video đầu tiên của năm 2022 nha các bạn. Và hôm nay là ngày, nói chung là mùng 9 rồi các bạn ạ. Tức là mọi người đã trở lại cái công việc thường ngày của mọi người rồi. Như là học sinh thì sẽ quay trở lại đi học nè. Ai có việc làm thì sẽ quay trở lại xưởng, nhà máy, công ty hay là cơ sở này nọ để làm việc lại bình thường rồi ha. Và mình cũng rất là tiếc là hồi cuối năm, những ngày cuối năm mình không ra được cái video để chào tạm biệt các bạn. Do là cái thời điểm đó nó mình khá là bận các bạn, không có thời gian để làm video ha. Thì đây là video đầu tiên nha của năm 2022 trên channel của mình. Cũng như là cái chúng ta sẽ quay trở lại cái series GTA Vice City với một cái nền đồ họa mới nha các bạn. Wow, mình rất là bất ngờ với cái series này. Đồ họa rất là đẹp luôn các bạn ơi. Chỉ có cái phần di chuyển thì nó hơi khác hồi xưa chút xíu thôi, không có nhiều ha. Và không biết là các bạn có nhớ mình không chứ mình thì nhớ các bạn dữ lắm luôn á. Mười mấy ngày rồi ha các bạn, không ra video ha. Thì hôm nay là mùng 9 thì nói chung là cũng thuộc những ngày đầu năm thôi. Mình chúc các bạn một năm mới thật là dồi dào sức khỏe ha, cũng như là may mắn trong công việc, cũng như là học tập ha các bạn. Cũng như là chúc gia đình của bạn luôn đó. Thì để mình lấy chiếc xe này mình lượn một vòng đi. Đó, mình chơi cái trò này khá là mượt các bạn. Các bạn chơi cái phiên bản này nó mượt dữ lắm luôn á. Nhìn đã lắm. Nó mượt. Phải nói là chơi khá là phê các bạn. Và mình cũng khá là tiếc là cái phiên bản cũ các bạn, GTA Vice City cũ á, dường như là nó đã ra mắt được 18 năm rồi đó các bạn ơi. Tức là nó ra mắt vào năm 2004. Tức là nó đã ra mắt được 18 năm rồi. Và dường như là nó đã không còn hoạt động trơn tru ở trong phiên bản mà Windows 10 này nữa các bạn. Nó hơi bị trục trặc các bạn, nó kiểu như mình lại chiếc xe này hồi nãy mình chạy nè, mình quăng ở đây nè. Rồi tai nạn. Thì phiên bản cũ nó không hoạt động, không có ổn định ở trên Windows 10 các bạn. Mình chơi mà nó cứ bị đứng hoài, không di chuyển được. Tức là những cái màn nó lo các bạn, lo cái màn chơi á, thì nó bị đứng luôn, nó đen thôi lùi luôn, mình nó không hiện gì hết. Mình đang tìm cách sửa ha. Cho nên là mình sẵn tiện thì mình vô cái phiên bản mới này mình chơi luôn. Phiên bản mới này hình như là mình không có thể nào mà mình mod tốc độ hay là trọng lượng xe được nữa. Còn phiên bản cũ thì mình vẫn làm được ha các bạn. Phiên bản này không có mod được. Rồi, mình sẽ đi làm nhiệm vụ đầu tiên đi ha. Mình cũng nói chung là mình cũng lên kế hoạch cho năm 2022 này rồi. Tức là mình sẽ làm việc. Mình sẽ kiểu như mình sẽ làm việc thật là kiểu như nghiêm chỉnh hơn những năm vừa rồi ha. Tức là mình sẽ lên kế hoạch đầy đủ, đàng hoàng hơn. Chứ không có làm khơi khơi giống như những năm vừa rồi nữa. Wow, đẹp ghê. Rồi, vô làm nhiệm vụ thôi. Mình định là năm 2022 này mình sẽ cố gắng lột xác cái channel của mình để cho nó khấm khá hơn các bạn. Cả này channel đi xuống quá. Tommy. Tommy. Ok. À, bây giờ mình chỉnh mã nè. Ơ? Đó, đây rồi. Chiếc xe huyền thoại của chúng ta. Mình nhớ những ngày tháng cũ ghê các bạn. Những ngày tháng đầu tiên mà mình làm về cái trò GTA Vice City. Nhớ những cái ngày tháng đó ghê luôn, lúc mà channel mình chưa ai biết tới chứ.
Đó, có đạn, có súng rồi đó. Ê! Chị da đen, muốn đua à? Mình nhớ những ngày tháng đầu tiên khi mà channel mình á mới làm, chưa ai biết tới luôn. Làm là kiểu như đăng video là để nhiều ngày, nhiều tuần lễ là không có ai xem luôn á các bạn. Đó, những ngày tháng đầu tiên của chúng ta là phải như thế đấy. Bắt đầu từ con số 0. Thì mình nhớ là lúc mình khởi nghiệp là mình làm nhiều game lắm. Kiểu như mình không biết được cái game nào là mình phải làm đầu tiên á. Mình phải làm về cái chủ đề gì luôn. Rồi mình gặp cái series này là cái series mà mình chơi nhiều nhất từ đó tới giờ, cho nên là mình làm ai nhẹ đâu. Các bạn đã đón nhận cái game này rất là nhiệt tình ha. Mà thời điểm đó thì hình như rất là ít người làm về cái tựa game này. Cho nên là có thể đó là một cái may mắn của mình đó các bạn. Kiểu như không có ai làm nhiều về cái game này, rồi thành ra có một cái channel của mình làm được mấy chục tập. Cho nên là được xem khá là nhiều. Rồi, ok, vô đây. Mình rồi có súng rồi. Nè. Bây giờ súng nè, shotgun có chế độ ngắm gì luôn nè, không? Ê, chết. Ui. Mình ngắm cảnh sát mà nó không bắt mình luôn nè. Ôi, đi đâu anh trai? Ồ, bắn cho các bạn xem nè. Đẹp không? Không test súng gì trơn. Nãy giờ là cái game này mình phải nói là nổ. Wow! Rất là đẹp. Trời ơi, sáu đồng nè. Ủa, thằng đó cảnh sát hả? Oh shit, cảnh sát. Ủa, cái game này nó cháy nổ rất là đẹp các bạn. Đó, phá nè. Ghê. Thấy không, nó làm cháy nổ rất là đẹp nè. Wow. Đáng lẽ mình phải test cái hiệu ứng của game này ngay lúc đầu game mới được. Cái này là mình chơi được 7 phút rồi. Xuống mày. Mày láo. Mày lắm. Thôi. Xóa tội. Xong. Tất cả những cái mã cũ đều áp dụng được trong cái phần mới này nha các bạn. Đó, Tommy đẹp trai. Yeah. Tất cả những cái mã cũ luôn đều sử dụng được. Trở lại. Bận xe nha anh trái. Mày. Ồ. Chiếc này thấy. Trong cái phần này nó chỉnh lại chiếc xe này rồi các bạn ơi. Lái không có giống ngày xưa nữa. Ngày xưa bò cua chiếc này ngon lắm. Nhưng mà bây giờ mình thấy bò thấy không ổn nữa. Thấy không? Bò cua khá là dở. Đấy, trời ơi. Bến cảng của chúng ta đây. Wow. Hình như cái nhiệm vụ này đi chở gái phải không ta? Chở con nhỏ nào thì phải. À, các bạn, thì nó làm lại cả 3 phần luôn. GTA San Andreas luôn các bạn. Để mình làm vài tập San Andreas cho các bạn xem. Ừ. Nhắc tới cái GTA San Andreas thì mình mới nhớ là mình phải bỏ ngang cái trò đó các bạn. Sorry, đang ngon lành mình bỏ ngang luôn, mình chơi trò khác. Chơi trò bully. Bully kiểu trong trường học á các bạn. Một series khá là hay. Tại vì biết sao không, từ lúc lúc mình mới làm cái series GTA San Andreas từng thời gian là cái channel mình nó đi xuống không phanh luôn các bạn. Bắt buộc là mình phải thay đổi chủ đề liền ngay lập tức. Không thôi là cái channel mình nó chết. Tại channel mình lúc đó nó mới lên được có mấy tháng thôi. Bắt buộc mình phải đổi game liền. Thì mới kéo được cái lượt xem ha. Hồi đó là mình đổi sang cái game bully, cái game nó hay dã man. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới một cái nhiệm vụ chữ L. Bây giờ tôi đi kiếm chuyện đi, không làm nhiệm vụ nữa. Đùa với mấy anh cảnh sát vui hơn. Cho mượn xe của anh trai. Ô, cô gái. Oh my god. Xe này thì mới đua được tính với tụi cảnh sát.
sống có tội nổi cho người ta. Phải xả súng thôi. Đấy. Xả súng nè. Bây giờ không có nhìn thấy viên đạn nữa các bạn. Ngày xưa mình chơi là mình nhìn thấy cái viên đạn bay ra. Chết rồi mày. Chết nè, chạy đâu? Chạy. Đâu, cảnh sát đâu? Tới đây anh cần luôn. Rồi, một đứa cục đầu. Cục đầu. Trời ơi. Súng này bắn khá là đẹp các bạn. Trong game này nó làm đẹp lắm. Chớp chớp đó các bạn. Tức là cái hiệu ứng cháy nổ của game này nó làm được. Ngon, đẹp. Rồi, máy bay đâu? Máy bay đâu rồi? Cảnh sát. Wow. Điểm yếu của chiếc máy bay đó các bạn, bắn ngay cái cánh của nó. Bắn ngay cái trục đó. Mày chạy khơi khơi. Ơ à, thằng đó. Đụng tao hả mày? Giọt. Giờ đi vờn nhau với mấy anh cảnh sát nè. Ô quên nữa, mình chưa mở khóa. Chưa mở cổng được. Chưa có qua thành phố bên kia được các bạn. Mày láo này. Ủa da, ai da, trôi. Ảo thực. Bay qua. Yeah. Ngon. Woo. Rồi chết luôn. What the hell. Ờ cái trò này mình để ý là các bạn, là khi chúng ta bị xe đụng là có thể khả năng là chết ngay một cái là chết luôn các bạn. Kìa. Anh cảnh sát lại bắt nạt anh da đen nữa rồi. Mình phải tiếp tay với anh cảnh sát thôi, tại vì anh da đen này hay kiếm chị mình lắm. 50 đồng. 50 đồng. Đưa đánh cảnh sát luôn kìa. Rồi. Đây là một cái vụ phân biệt chủng tộc. Cảnh sát da trắng đánh một anh da đen. Vụ này là không được rồi đó nha. Kìa anh da đen lại tiếp tục chạy nữa kìa. 50 đồng này. Ngày xưa lúc mà lần đầu chơi trò này là mình không biết kiếm tiền các bạn. Mình đi kiếm anh da đen mà bị cảnh sát rượt á. Lại đánh. Kiếm tiền. Tông cảnh sát luôn. Cảnh sát dởm hả? Lừa đảo à? Mày đừng có láo với anh nha không? Láo với anh nha không? Tao là Tommy đó. Lấy xe thì ngon hơn. Wow. Wow. What? Lượn liền. Ờ bóc đầu được nè. Ở trong game này nó đổi cái nút bóc đầu các bạn. Nó tiện hơn cho mình. Nút bóc đầu là cái nút control á. Khá là tiện cho mình bóc đầu luôn. Đó, không. Vô. Giờ mạng con này đi biểu diễn nè. Ôi. Này thì ảo thật.
Rồi, chúng ta sẽ tới nhiệm vụ thứ hai. Well, I hope you're having a good time because I'm going. I have to go shopping for Hiroko-chan. Để coi chúng ta sẽ nó kêu mình đi đâu đây. Mình không có nhớ nữa các bạn. Quên này. Mấy nhiệm vụ đầu mình quên này đó. Đau quá mình đâu có chơi đâu. Đâu có chơi cái giọng này. What the. Đùa nhau đấy à. Rồi tới câu lạc bộ nhảy múa Malibu vũ trường. Mình là biến cỏ mấy cái đoạn này quá. Mình toàn tua qua không à. Ờ, trong cái game này các bạn ban đêm nó làm đẹp lắm các bạn. Ban đêm ở cái thành phố này nè, nó làm cái đèn đường đó, màu hồng, màu vàng, màu tím đẹp lắm. Ờ, nhớ rồi. Hình như trong cái nhiệm vụ này chúng ta sẽ đi đánh nhau với mấy anh đầu bếp. Chính xác. Hello. Cầm điện thoại ngầu ghê ta. Điện thoại cũng gạch ngày xưa. Hey, make me you prick. Mày lão này, lão này, lão này. Tao có giỏ đó nha. Oh, wait, ok, đánh nhau có chút xíu mà nó thở kìa. Beat him to a pulp. That should make him real. Đây anh da đen. You want some too? Hey, chill. Hình như anh da đen này tên là Sunny phải không ta? Oh yeah. And what's that? You're green. And my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, hey, whoa. No need to go all this way. Ok, vô. Headshot luôn. Nhào vô. Rồi, 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 dính vào nó rồi. Ồ. Oh. Mình lượm được cái dao các bạn, cái dao bấm. Một tội rồi, ăn vô, đẩy. Thở cái ra. Ồ đánh nhau mệt quá. Đây, chiếc Infernus màu trắng đang đợi chúng ta. One thing you gotta realize about this town, you gotta pack some heat. Local gun shops a couple of blocks away. Ôi. Bình tĩnh. Xe này có bộ hiếm đó. Mình không thể nào mà làm chày nó được. Làm chày khá là uổng. Ngày xưa mình chơi mình hay giữ chiếc xe này các bạn. Đúng mà mình mới chơi á. Cố gắng chạy sao cho đàng hoàng để không cho chiếc xe này bị chày. Rồi. Ok, nó kêu mình đi mua súng các bạn ơi. Mới kiếm được có 300 mấy chục đồng thôi. Hồi nãy mình sơn xe hết 100 đồng rồi. Ok. Kìa súng kìa đẹp lắm kìa. Vô mua áo giáp mà. Bấm T để thoát. Vô một cái áo giáp đi. Súng 100. Tiểu liên 300. Shotgun chưa bán. Rồi không có bán luôn. Đây. Tới địa điểm tiếp theo. Mấy cảnh sát trong đây chắc nó ghét mình lắm các bạn. Mình suýt đâm tụi nó biết bao nhiêu lần. Xe mình đó nó đã hư rồi, nãy mình đụng mà. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy. Oh,
Ok, xong chuyện. Thì có lẽ là cái video của mình hôm nay tới đây là kết thúc nha các bạn. Thì năm mới mình chúc các bạn một năm mới thật là may mắn nha. Cũng như là ai chưa có bạn gái thì cố gắng kiếm bạn gái nha, chứ đừng như mình nha các bạn. Giờ này chưa có bạn gái nữa các bạn, khổ lắm các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Hello. Hey, Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. Gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different.